công hiệu, giải nhiệt, tăng sức đề kháng, chống lão hóa, giảm béo phì. Nước cà rốt, rau cần. Nguyên liệu: cà rốt 2 củ, củ cải trắng 1 củ, rau cần tây 2 nhánh, chanh 1 chia 2 trái, mật ong lượng thích hợp, nước tinh khiết 100. Chế biến: cà rốt, củ cải trắng gọt vỏ, rửa tinh khiết, cắt thành khối nhỏ tuổi, rau cần rửa tinh khiết, cắt đoạn, chanh bỏ vỏ. Lấy các thứ trên cho vào máy xay sinh tố tầm thường với nước, xay xong xuôi đổ ra ly, thêm mật ong vào cuối đều là dùng được, có thể thêm nước đá nếu thích. Công hiệu: té sung vitamin A, C, các khoáng chất di lượng, giải nhiệt, tăng nhanh sinh lực, phòng ngừa đường huyết tăng cao, giảm béo phì. Nước táo tây, xà lách Đà Lạt. Nguyên liệu: táo tây 1 trái, khế 1 trái, xà lách Đà Lạt rau diếp quắn, lượng vừa đủ, mật ong 1 chia 2 muỗng cà phê, nước tinh khiết 400, nước đá tinh khiết 1 chia 2 ly. Chế biến: táo tây rửa tinh khiết, gọt bỏ vỏ, cắt miếng, khế, xà lách rửa tinh khiết sắc miếng. Trước tiên lấy các nguyên liệu trên cho vào máy xay, rồi lấy 300 nước, nước đá và mật ong đổ tầm thường vào xay. Sau cùng cho 100 nước còn lại vào khuấy đều, đổ ra ly là dùng được. Có thể thay khế bằng một muỗng canh nước cốt chanh. Công hiệu: giải nhiệt, giúp cho da dẻ hồng hào, giảm béo, giữ thân hình thon thả. Nước cải bắp, hành tây. Nguyên liệu: cải bắp tím càng tốt, 1-0 giờ, hành tây 2 củ, rượu chát 1 muỗng canh, nước tinh khiết 100. Chế biến: cải bắp, hành tây rửa tinh khiết, sắc nhỏ tuổi. Cho hai thứ trên vào máy xay sinh tố tầm thường với nước, xay xong xuôi đổ ra ly, thêm vào rượu chát cuối đều là dùng được. Công hiệu: hoạt huyết, làm ra mồ hôi, giải nhiệt, giảm béo phì. Nước dưa chuột, dưa hấu. Nguyên liệu: dưa chuột nhỏ tuổi 5 quả, dưa hấu 2-0 giờ, nước tinh khiết hoặc nước đá tinh khiết 1 chia 4 ly. Chế biến: dưa chuột rửa tinh khiết, cắt lát, dưa hấu cắt thành khối nhỏ tuổi. Cho hai thứ trên vào máy ép, ép xong xuôi lấy nước đổ vào ly nước đá, khuấy đều là dùng được. Công hiệu: giải nhiệt, giải khát, có lợi cho người cao huyết áp, giảm béo phì. Nước rau củ quả giải khát. Nguyên liệu: xoài chín 1-0 giờ, lê 50 giờ, củ sen tươi 1-0 giờ, rau cần 10 giờ, hạt hạnh nhân hoặc hạt điều 5 giờ, mật ong 1 muỗng cà phê, nước tinh khiết 200, nước đá 1 chia 2 ly. Chế biến: trước tiên, lấy củ sen gọt bỏ vỏ, ngâm nước rồi rửa thật tinh khiết, cắt thành miếng vuông nhỏ tuổi, để vào nồi chiên cách thủy cho chín, rồi lấy ra để nguội. Rau cần rửa tinh khiết, cắt đoạn, để sẵn. Xoài, lê rửa tinh khiết, bỏ vỏ, bỏ hạt. Lấy hai thứ cùng với nguyên liệu ở trên cho vào máy xay, cho 200 nước và nước đá vào, xay tầm thường. Đổ ra ly là dùng được. Công hiệu: giải nhiệt, giải khát, giúp phòng ngừa ung thư, giảm béo phì. Nước cà rốt, thơm. Nguyên liệu: cà rốt 50 giờ, thơm dứa 50 giờ, nước tinh khiết 300, nước đá tinh khiết 1 chia 2 ly. Chế biến: cà rốt, thơm gọt bỏ vỏ, rửa tinh khiết, cắt thành miếng, cho vào máy xay. Lấy 200 nước và nước đá đổ vào xay. Sau cùng cho 100 nước còn lại vào khuấy đều, đổ ra ly là dùng được. Công hiệu: giải nhiệt, giải khát, giảm béo phì. Nước cà rốt, khổ qua. Nguyên liệu: cà rốt 1 củ, khổ qua 1 tháng 2 quả, mật ong lượng thích hợp, nước tinh khiết 1 chia 4 ly. Chế biến: cà rốt rửa tinh khiết sắc lát, khổ qua sắc miếng. Lấy cà rốt và khổ qua cho vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn, rồi cho vào ly, thêm nước và mật ong vào cho vừa miệng là được. Công hiệu: giải nhiệt, giải khát, nâng cao sức miễn dịch, giảm béo phì. Nếu người bị bệnh đái tháo đường và thanh thiếu niên bị mụn trứng cá, thì khi uống nước này không nên dùng mật ong hoặc dùng rất ít.
Trái khổ qua có tính năng thanh nhiệt mùa nắng nóng. Sữa đậu nành, khổ qua. Nguyên liệu: khổ qua 1 quả, sữa đậu nành 100, mật ong lượng thích hợp. Chế biến: khổ qua rửa tinh khiết, bỏ ruột, sắc miếng. Lấy khổ qua và sữa đậu nành cho vào máy xay sinh tố, sau khi xay đổ vào ly, cho mật ong vào quậy đều là có thể dùng. Công hiệu: giải nhiệt, giải khát, bồi dưỡng gan thận, giúp giảm béo. Nước cơm, đu đủ. Nguyên liệu: đu đủ chín 1 chia 4 quả, thơm dứa 1 chia 4 quả, táo tây 1 chia 2 quả, cam 2 quả, nước tinh khiết 50. Chế biến: thơm cắt miếng nhỏ tuổi, đu đủ gọt bỏ vỏ và bỏ hột rồi cắt miếng nhỏ tuổi, táo tây, cam rửa tinh khiết, cắt miếng, bỏ hạt. Lấy các thứ trên cho vào máy xay sinh tố, sau khi xay xong xuôi đổ vào ly, thêm nước vào quậy đều là có thể dùng. Công hiệu: giải nhiệt, giải khát, tăng nhanh sinh lực, làm da trắng đẹp, giảm béo phì. Lưu ý, ở các món ăn trên, những người đau bụng lạnh, đi cầu lỏng, tiêu chảy, không được dùng.